Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong kỳ thi sát hạch đầu năm, Hoắc Vũ Hạo đã thi triển ra hơi thở của băng bích đế hoàng hạt, khiến cho tất cả đám hồn thú đều sợ hãi, mất hết khả năng chiến đấu. Trong khi tất cả mọi người nhận được thông báo lập tức rời khỏi khu đấu thú, thì Hoắc Vũ Hạo lại bị cung lão giữ lại. Vừa nhìn thấy tên tiểu tử dọa cho đám hồn thú của ông sợ hãi mất đi khả năng chiến đấu, cung lão vô cùng tức giận. Ông lập tức phóng công kích về phía hắn, đồng thời giọng nói tức giận cũng vang lên. Để ta xem thử, người rốt cuộc có bản lĩnh gì? Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình hút lấy hắn. Hắn lập tức vận dụng tuyền học đường môn, vẫn không thể tránh nổi. Ngay khi công kích chỉ còn cách người tầm một găng tay, Vũ Hạo lập tức phóng thích ra vũ hồn thứ hai của mình. Lúc này, bàn tay của cung trường long đã đỏ rực một màu, trông y hệt như một khối than hồng. Ấy vậy mà sau khi nó chạm vào hai tay của Hoắc Vũ Hạo, liền phát ra từng tiếng xèo xèo. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo liên tục lui về sau mấy bước, rồi ngã xuống đất, khuôn mặt có chút kinh ngạc nhưng không có vẻ gì là bị thương cả. Cung trường long lập tức biến sắc, giọng nói hưng phấn của ông cũng vang lên. Hào tiểu tử, không ngờ là thuộc tính băng cực hạn, chỉ dựa vào vũ hồn mà cũng áp chế được lão phu. Bất quá, ngươi chỉ mới có một hồn hoàn mà hồn lực lại trên cấp 20. Còn nữa, bà nãy bọn họ bảo ngươi có hồn hoàn 10 vạn năm mà, nó đâu rồi? Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp. Thưa lão sư, đệ tử nào có cái hồn hoàn 10 vạn năm nào, đấy chẳng qua là ảo ảnh từ hồn kỹ của đệ tử thôi. Còn việc hơn cấp 20, vì đệ tử có đến 2 vũ hồn. Vũ hồn đầu tiên của ta đã có 2 hồn hoàn. Ban nãy, ta cảm giác được vũ hồn của ngài có thuộc tính hỏa nên mới sử dụng vũ hồn thuộc tính băng của mình. Hy vọng có thể ứng phó tốt một chút. Rất tốt, một kỹ năng hết sức cường đại, tác dụng và thuộc tính đều đạt đến cực hạn. Nếu ta nhìn không lầm thì dường như ngươi còn có hồn cốt phải không? Dạ, đệ tử may mắn nên đã có được một khối hồn cốt thân thể. Ngay sau một lời này, mặt quân thiểu chiết đã tối sầm lại. Ông bắt đầu hối hận vì đã nhường tên nhóc này cho lão tiền. Trong khi cung trường long hứa với Hoắc Vũ Hạo sẽ giúp hắn thu thập một hồn hoàn cường đại, trong khả năng đổi lại hắn phải sử dụng kỹ năng mô phỏng giúp ông đi thu thập hồn thú, thì ở tại văn phòng huyện hồn đạo, Hòa Thái Đầu vội vã đi tìm lão sư của mình. Lúc này, Phạm Vũ và Tiền Đa Đa đang trao đổi một việc vô cùng hệ trọng. Lão Tiền lên tiếng, thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo này rất không bình thường, thiên phú của nó cũng rất kỳ lạ. Chúng ta không thể đem cách đào tạo một hồn sư thông thường mà áp đặt cho nó, ta nghĩ cũng nên thay đổi kế hoạch đối với Hòa Thái Đầu. Nếu sau này Hoắc Vũ Hạo là cực hạn đan binh thì chúng ta sẽ biến Hòa Thái Đầu thành kho vũ khí của cực hạn đan binh. Phạm Vũ giật mình đáp, nhưng mà việc này có phần mạo hiểm, nếu chúng ta thất bại thì... Tiền Đa Đa nghiêm mặt trầm giọng nói, không có nếu ở đây, ngay cả vũ hồn song sinh cũng không giúp kế hoạch thành công thì chúng ta còn có cách nào, được ăn cả, ngã về không, phải có quyết tâm thì mới thắng lớn được. Lúc này, thấy Hòa Thái Đầu chạy vào, họ liền lập tức hỏi hắn có chuyện gì. Sau khi biết tin Hoắc Vũ Hạo bị lão cung bắt đi, hai người lập tức đi đến hệ vũ hồn. Vừa đặt chân đến văn phòng thì đã liền chứng kiến một màn không có chút liêm sỉ nào của ngôi viện trưởng. Ông cúi đầu trước mặt Hoắc Vũ Hạo, đồng thời thay mặt hệ vũ hồn xin lỗi vì trước đây đã đối xử không tốt với hắn. Trong khi mấy vị lão sư không ngừng ca khịa nhau, thì Hoắc Vũ Hạo được tha cho trở về phòng tu luyện. Vài ngày sau, đám hồn thú đã ổn định lại, cuộc khảo hạch lại tiếp tục diễn ra. Lần này, Đới Hoa Bân quyết định chọn hồn thú ngàn năm, đối thủ của hắn là một con phong hổ. Trong cuộc chiến lưỡng hổ tương tranh này, Đới Hoa Bân đã dùng sức mạnh của mình lấy mạng đối phương và giành được 145 điểm. Về phía Vương Đông, phiền hắn và Hoắc Vũ Hạo đã lần nữa cùng Đới Hoa Bân làm một vụ cá cược, cho nên khi bắt đầu, hắn cũng không do dự chọn hồn thú ngàn năm. Khi lồng sắt được mở ra, một con thị huyết ma hùng đã lập tức lao về phía hắn. Và với sức mạnh của một chiến hồn sư hệ cường công, Phương Đông đã phóng thích ra đệ tam hồn kỹ Điệp Thần Trảm, đánh bại đối phương. Tiếp đến là phần thi của Hoắc Vũ Hạo. Lần này, hắn bị cấm sử dụng kỹ năng mô phỏng trong chiến đấu. Trận chiến lần trước của hắn là để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các lão sư, hồn kỹ của hắn khiến cho thú vương cũng phải giật mình. Lúc này, vị giám sát quay qua phía Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng hỏi, người vẫn chọn hồn thú trăm năm à? Không, đệ tử chọn hồn thú ngàn năm. Lão sư giám trận giật mình nói, Hoắc Vũ Hạo à, ngươi phải suy nghĩ kỹ, lúc này ngươi chỉ là một đại hồn sư, hồn thú ngàn năm sẽ tạo một áp lực rất lớn lên người của ngươi. Ngươi cũng đã thấy hai trận đấu vừa rồi phải không? Trong những tình huống nguy cấp, chúng ta có muốn ra tay ứng cứu cũng cần phải có một chút thời gian. Hoắc Vũ Hạo trả lời mà không chút do dự. Thưa lão sư, đệ tử đã quyết định rồi, đệ tử chọn mức cao nhất của sát hạch, hồn thú ngàn năm. Đến đây thì cũng hết tập 22 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.